Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 14 tháng 3 năm 2024. Hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin. Đầu tiên là những câu hỏi của các bạn liên quan đến Đặng Văn Lâm. Liệu có hay không cái vụ là Đặng Văn Lâm sẽ về với câu lạc bộ Hà Nội FC? Ngay sau khi bức ảnh mà người đại diện của Đặng Văn Lâm là Andrei Grushin đã chụp ảnh cùng với giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hà Nội FC Nguyễn Quốc Tuấn, các bạn đã đặt câu hỏi rất nhiều cho mình. Bây giờ câu lạc bộ Hà Nội chưa lên tiếng, bên phía Đặng Văn Lâm và người đại diện cũng chưa lên tiếng. Nhưng mình lấy được thông tin từ câu lạc bộ Bình Định. Bình Định chưa muốn chia tay Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm còn một năm hợp đồng nữa với Bình Định. Và mức lương cũng như là giá chuyển nhượng của Đặng Văn Lâm khá là cao. Và cơ hội của Đặng Văn Lâm với câu lạc bộ Hà Nội FC vẫn còn trong vòng 10 ngày tới. Vĩ Long Minh Hải sẽ còn gửi đến các bạn những cái thông tin mới và những cái thông tin chi tiết ở phần sau của chương trình. Câu chuyện của ngày hôm nay, lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Việt Nam có phát ngôn liên quan đến huấn luyện viên Philip Chuse và sự chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam chúng ta cho trận đấu với Indonesia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những động thái để hỗ trợ, để giúp cho huấn luyện viên Philip Chuse thêm vững tâm và cũng là lời động viên đối với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Và ngày hôm nay Indonesia cũng phát đi một thông tin quan trọng, đó là họ không kịp để xử lý toàn bộ hồ sơ để giúp cho hai cầu thủ, trong đấy có Tom Hayes, cầu thủ đang thi đấu cho Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Hai cầu thủ đó sẽ không kịp để thi đấu cho đội Indonesia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi thôi, còn trận lượt về có thể vẫn kịp. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đưa ra mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam trong cả hai trận lượt đi và về. Đây là một tham vọng rất lớn. Có lẽ là lần đầu tiên huấn luyện viên Shin Tae-yong lại mạnh miệng đến như vậy trước một trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Và đội tuyển Việt Nam chúng ta đang có những vấn đề. Bùi Hoàng Việt Anh đến buổi chiều ngày hôm nay thì vẫn đang ở cái trạng thái 50-50. Không biết liệu có tập được hay không. Nếu ra sân tập thì sẽ tập theo cái giáo án như thế nào. Thông tin này hoàn toàn đang bị bảo mật. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như huấn luyện viên Philip Chuse đã rời lịch tập từ buổi chiều ngày hôm nay xuống thành buổi tối ngày hôm nay. Trong vòng 15 phút tới thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có buổi tập. Và đó cũng là những thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của livestream ngày hôm nay. Còn đương nhiên rồi, ở phần sau của chương trình chúng ta sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa. Thông tin chi tiết về đội tuyển Việt Nam, về Bùi Hoàng Việt Anh, khả năng sẵn sàng của cầu thủ này cho trận đấu với Indonesia sẽ được mình cập nhật vào những buổi livestream tới đây. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy đặt ra ở phần sau của chương trình. Mình sẽ xin phép là trả lời các bạn dần dần với tất cả những gì mà mình biết. Và ngày hôm nay 21:30, tức là 9:30 buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn lại xem livestream trên top của mình để chúng ta cùng chia sẻ những mặt hàng chính hãng với mức giá thấp kịch sàn chỉ dành cho Vlog Minh Hải. Giá đôi khi lại được giảm đến tận 30, 40, 50, thậm chí là 60%. Và các bạn còn có rất nhiều những ưu đãi từ top shop và được free ship. Đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến những sản phẩm chính hãng mà Vlog Minh Hải chia sẻ, mời các bạn 9:30 chúng ta vào xem trên live stream top của Vlog Minh Hải. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng của ngày hôm nay, đó là thông tin chi tiết, thông tin cụ thể và thông tin toàn diện. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra nhé, chúng ta sẽ trả lời nhau dần dần. Bây giờ thì mình xin phép là sẽ đến với phần hình ảnh đã. Mình sẽ chia sẻ với các bạn từ từ và dần dần. Đây là hình ảnh mới nhất. Các bạn có nhìn thấy ở đây không ạ? Đây là hình ảnh mới nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay. Đó là Andrei Grushin đã chụp ảnh với anh Nguyễn Quốc Tuấn, là giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hà Nội FC. Andrei Grushin thì các bạn biết rồi, đó là người đại diện của Đặng Văn Lâm. Người đại diện của Đặng Văn Lâm đã gặp lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội. Thực ra là có thể là các bạn đã quá nhạy cảm. Mình nghĩ là những người trong bóng đá, trong thế giới bóng đá này, họ gặp nhau là chuyện rất bình thường. Không phải là cứ gặp nhau là phải có hợp đồng. Nhưng mà rõ ràng là cái ảnh này nó cũng làm cho chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ. Câu lạc bộ Hà Nội FC hiện nay đang thiếu thủ môn sau khi họ chia tay Bùi Tấn Trường. Bùi Tấn Trường thì về đầu quân cho Trường Tươi Bình Phước. Còn câu lạc bộ Hà Nội FC bây giờ thì đang sử dụng thủ môn số 1, đó là Quan Văn Chuẩn. Mình thì cũng không rõ là Quan Văn Chuẩn liệu có được cái niềm tin tuyệt đối từ huấn luyện viên Iwamasa hay không. Nhưng rõ ràng là cái vị trí thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội FC thì vẫn đang hơi mỏng một chút. Mình thì không liên hệ và không có được sự xác nhận từ phía người đại diện cũng như là câu lạc bộ Hà Nội FC. Nhưng mà tối ngày hôm nay thì mình đã hỏi một người quan trọng bên phía câu lạc bộ Bình Định thì nhận được câu trả lời. Đó là Đặng Văn Lâm vẫn còn một năm hợp đồng và Bình Định chưa có ý muốn là chia tay với thủ môn này.
Và điều quan trọng nằm ở chỗ là hiện nay cái giá của Đặng Văn Lâm cũng khá là cao. Tiền lương đâu đó rơi vào khoảng tầm 200 triệu một tháng và tiền lót tay cũng rất cao. Nhưng mà mình nghĩ là cao với đội bóng nào thôi, chứ còn với câu lạc bộ Hà Nội FC thì mình nghĩ không phải là vấn đề. Bởi vì mùa giải năm nay theo một cái nguồn tin chưa chính thức thì câu lạc bộ Hà Nội FC đã chi ra khoảng tầm 3,5 triệu đô la, 3,5 triệu đô la mình xin nhắc lại với các bạn, để xử lý nhóm ngoại binh. Và các bạn biết là họ đã chuẩn bị cho AFC Champions League và bây giờ họ đã bị loại, hay là cho V-League năm nay. Năm nay là năm mà câu lạc bộ Hà Nội FC là đội bóng mà thay nhiều ngoại binh nhất và cũng là đội bóng sử dụng nhiều ngoại binh nhất trong một mùa giải trong lịch sử của V-League. Đấy, và các bạn biết là Hà Nội FC thì họ rất là giàu có và họ rất sẵn sàng. Mình nghĩ là Đặng Văn Lâm thì hoàn toàn có thể, Công an Hà Nội có thể mua Nguyễn Philip với một cái giá trên trời, thì có lẽ là câu lạc bộ Hà Nội FC cũng không có lý do gì để không làm việc với Đặng Văn Lâm. Tất nhiên tất cả cái đó đều là cái bình luận của chúng ta thôi, đó không phải là thông tin. Và Đặng Văn Lâm, câu lạc bộ Hà Nội FC và Bình Định sẽ còn 10 ngày nữa để chúng ta tiếp tục cập nhật câu chuyện này. Bởi vì ngày 25 tháng 3 thì các bạn hiểu là 25 tháng 3 thì bên phía VPF sẽ đóng cửa thị trường chuyển nhượng ở Việt Nam. Và cũng vì lý do đó cho nên là sẽ không thể, nếu trong trường hợp mà hạ các đội không ký với nhau thì họ sẽ không thể về câu lạc bộ Hà Nội FC được. Đó là những cái thông tin đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình này. Đây là ông Trần Anh Tú, là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phụ trách về chuyên môn. Hôm nay ông Trần Anh Tú đã có những đánh giá về đội tuyển Việt Nam, sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Jouzier trước thềm trận đại chiến của đội tuyển Việt Nam với Indonesia. Các bạn biết là chúng ta sẽ gặp Indonesia trong bối cảnh mất một loạt những cầu thủ quan trọng, bao gồm Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Tuấn Anh. Ngoài ra thì còn có thêm trường hợp là Phạm Tuấn Hải nữa, một cầu thủ cũng đang bị đánh dấu chấm hỏi, đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam thì Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên trưởng Philippe Jouzier đã có buổi gặp gỡ trao đổi kế hoạch của đội tuyển Việt Nam. VFF thấy rằng lực lượng của đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Thực tế, huấn luyện viên Philippe Jouzier cũng đã xác định ở thời điểm sau Asian Cup 2023, đội sẽ gặp những khó khăn vì lực lượng do chấn thương. Bù lại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng Philippe Jouzier đánh giá rất cao tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam của chúng ta trong đợt tập trung này. Trải qua các giải đấu, ông Philippe Jouzier rất tin tưởng vào ý chí, nghị lực của những cầu thủ và sẽ có giải pháp để vượt qua cái tình thế khó khăn này. Ông Trần Thanh Tú còn nói thêm, về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngoài sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã chỉ đạo bộ phận chức năng để chuẩn bị rất chu đáo cho công tác hậu cần. Cứ cử trưởng phòng các đội tuyển quốc gia trực tiếp sang Indonesia để tiền trạng các điều kiện nơi ăn ở, sân tập và di chuyển. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi của đội tuyển Việt Nam sang Indonesia sẽ khởi hành vào ngày 19 tháng 3, chủ động ứng phó trước những vấn đề phát sinh. Đó, thì đó là những cái thông tin. Và ông Trần Anh Tú còn nói thêm, cũng cần phải nói thêm rằng thời gian qua đội tuyển Indonesia tăng cường đến khoảng 10 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy họ rất quyết tâm, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam có nhiều ca chấn thương. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt, cộng thêm sự chuẩn bị chu đáo nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng ban huấn luyện và toàn đội. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác định mục tiêu cuối cùng là phấn đấu giành vị trí nhì bảng, đảm bảo suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2026 khu vực châu Á. Vì vậy, kết quả hai trận đấu của Indonesia sắp tới sẽ quyết định nhiều đến việc này. Ở trận đấu ngày 21 tháng 3, đội tuyển sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ sân vận động Bungkarno với sức chứa lên đến 80.000 khán giả. Thì ông Trần Anh Tú có nói thế này: chúng tôi cũng rất mong người hâm mộ luôn đồng hành và đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sân nhà của đội tuyển. Đó là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp cho cầu thủ của chúng ta thêm tự tin và có thêm hậu phương vững chắc để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Indonesia. Đó là những cái chia sẻ mình muốn nói với các bạn. Thực sự là với những cái chia sẻ này của ông Trần Anh Tú thì nó cũng không có gì là mới mẻ lắm. Ở đây thì mình có thể gột tỉa nó ra thành 3 cái nhóm nội dung về chuyên môn. Nội dung đầu tiên là đội tuyển Việt Nam chúng ta gặp nhiều chấn thương, đấy là bất lợi. Thứ hai là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng với huấn luyện viên Philippe Jouzier đã gặp gỡ nhau, đánh giá cao. Và cái chuyện các cầu thủ của chúng ta có thể có nguy cơ bị chấn thương là điều mà ông Philippe Jouzier đã lường trước rồi.
và ông tin tưởng vào ý chí, vào cái sức mạnh tinh thần của các cầu thủ của chúng ta. Không ai nói về chuyên môn cả. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng đã cử trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia, trưởng phòng các đội tuyển quốc gia sang tận Indonesia để thị sát nơi ăn chốn tập và để chuẩn bị cho chúng ta sang bên đó. Và nội dung thứ 3 đó là kêu gọi các cổ động viên của chúng ta đến sân để hỗ trợ, để động viên, để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Mình nói luôn là đây là cái việc mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam thường xuyên làm. Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia thì cũng thường xuyên đi tiền trạm. Nếu mà các bạn đã từng nghe cái câu chuyện về anh Đoàn Anh Tuấn, tức là trưởng phòng các đội tuyển quốc gia, thì mình cũng phải nói với các bạn là Thường Châu là anh này có công rất lớn. Hôm vừa rồi các bạn nghe đến Lương Xuân Trường nói về trận chung kết gặp Uzbekistan ở vòng chung kết U23 châu Á đúng không ạ? Các bạn tưởng tượng là đấy là lần đầu tiên các cầu thủ Việt Nam của chúng ta đá ở trên sân băng tuyết. Và cũng là lần đầu tiên rất nhiều cầu thủ phải đi cái giày đinh sắt. Và anh ấy đã phải đi làm hết tất cả mọi thứ để kiếm cho tất cả các cầu thủ đi đúng loại giày mà họ mong muốn, nhưng nó là đinh sắt. Mình nói ở đây là trưởng phòng của đội tuyển quốc gia đã làm việc này rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại đưa ra như kiểu là để nói rằng là họ đang có sự chuẩn bị rất là tốt. Liên đoàn đang gặp nhiều khó khăn, đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, huấn luyện viên Philippe Chu đang gặp nhiều khó khăn. Đấy là một sự thật không thể chối cãi. Và chúng ta biết cái khó khăn đấy và chúng ta sẽ phải xử lý. Bùi Hoàng Việt Anh ngày hôm nay các bạn biết là vẫn đến bây giờ là chúng ta, bây giờ là đội tuyển của chúng ta bước ra sân tập, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay là vẫn không biết là liệu bạn ấy sẽ tập luyện như thế nào. Bởi vì là các bác sĩ yêu cầu là bạn ấy cần nghỉ ngơi. Như ngày hôm qua mình có chia sẻ với các bạn là Bùi Hoàng Việt Anh đề nghị được đeo mặt nạ để thi đấu, để tập luyện, nhưng huấn luyện viên và bác sĩ không cho phép. Bởi vì như thế là rất nguy hiểm. Bạn ấy thời gian vừa rồi mình xin nhắc lại là Bùi Hoàng Việt Anh ăn uống rất kém, ngủ nghỉ rất kém vì đau quá. Các bạn tưởng tượng là khâu 24 mũi ở trong mồm như thế này thì ăn làm sao được. Chỉ ăn những cái đồ ăn có nước, ví dụ như là ăn cháo hay là uống sữa thôi. Mà như thế thì nó không thể nào đủ cái dinh dưỡng cho một cầu thủ vận động, một cầu thủ thi đấu đỉnh cao được. Chưa kể là giấc ngủ chập chờn, nhiều khi cơn đau nó lại làm anh ấy bị thức giấc, giấc ngủ không sâu được. Mình cho rằng sẽ rất khó khăn. Huấn luyện viên Philippe Chu và bộ phận y tế sẽ phải làm một việc quan trọng, đó là sẽ kiểm tra xem là có bao nhiêu cầu thủ sẵn sàng thi đấu với phong độ đỉnh cao. Mình phải nói thêm là kể cả Đỗ Hùng Dũng, một cầu thủ được cho là cực kỳ quan trọng của chúng ta, một dấu gạch nối, mình nghĩ là cái dấu gạch nối rất là quan trọng trong hàng phòng ngự với hàng tấn công. Bên cạnh đó lại còn có một cái, mình cho rằng là còn có một cái tác dụng nữa của Đỗ Hùng Dũng nếu như bạn ấy đứng ở trên sân, đó là chỗ dựa tinh thần cho anh em cầu thủ. Thật sự đấy là một cái điều mà cá nhân mình đánh giá là nó sẽ, nếu như Hùng Dũng không có được phong độ tốt nhất để ra sân trong trận đấu này thì thực sự rất tiếc. Ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có buổi tập và đã trộn cả đội tuyển Việt Nam U23 vào. Cái này thì cũng không có gì mới, mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Đội sẽ tập, tiếp tục tập cho đến khi mà đội lên đường thì ông Philippe Chu sẽ lựa chọn những cầu thủ tốt nhất, bao gồm cả những cầu thủ U23 để đưa lên đội tuyển. Cho nên là bây giờ cái ranh giới giữa đội tuyển quốc gia và U23 nó rất là mong manh. Một cầu thủ đội tuyển quốc gia có thể bị đánh tụt xuống U23 để chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia trên sân nhà. Và một cầu thủ U23 có thể sẽ không đi Tajikistan để đá hai trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á nữa, mà có thể là nhập vào đội tuyển quốc gia, miễn là họ nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ. Đó là những cái gì mình có thể chia sẻ với các bạn. Còn rất nhiều những thông tin nữa mà các bạn sẽ được trình bày ở phần sau của chương trình. Một chút liên quan đến Indonesia các bạn nhé. Indonesia bây giờ cũng đang có biến. Indonesia cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều người nói là nhập tịch như Indonesia dễ quá. Đây, trên màn hình của các bạn, đây là Tom Hayes, cầu thủ đã từng đeo băng đội trưởng của Heerenveen, cầu thủ đã từng thi đấu cho Heerenveen hơn 60 trận và ghi 5 bàn. Nhưng ngày hôm nay, theo tờ Bola của Indonesia, thì Liên đoàn bóng đá Indonesia đang cố gắng đẩy nhanh cái tốc độ nhập quốc tịch cho các cầu thủ, nhưng sẽ không kịp cho hai cầu thủ, đó là thực ra là 3. Đến bây giờ thì cái danh sách cập nhật đã là 4 rồi. Đó là tiền đạo là Reina Okgamengwan, hậu vệ là Nathan Agon, tiền vệ là Tom Hay, người mà đang có mặt trên màn hình của các bạn, và thủ môn đó là Martin Pierce. Bốn cầu thủ này sở hữu quốc tịch Hà Lan, có bà, ông bà là người gốc Indonesia,
Nhưng mà theo như mình biết được thì những cầu thủ này đang gặp nhiều khó khăn để có thể nhập quốc tịch Indonesia. Nhưng mà đến bây giờ thì theo thông tin mà mình có được thì có ít nhất 2 cầu thủ trong nhóm này là đang không thể nhập quốc tịch được. Đó là Tom Hayes và anh chàng thứ hai là anh Reina Okamarwan. Hai anh này là không kịp nhập quốc tịch cho trận lượt đi thôi nha các bạn nhé. Còn trận lượt về thì vẫn còn có thể. Hai cầu thủ này thì đã có mặt tại Indonesia, tại Jakarta vào ngày hôm kia, tức là ngày 11 tháng 3. Nhưng mà cả hai thì không thể tuyên thệ để nhập quốc tịch Indonesia theo đúng hiến pháp của nước này. Đấy, bởi vì là giấy tờ nhập tịch của hai cầu thủ này có thể sẽ được hoàn tất. Đấy, nhưng mà không phải là vào ngày hôm nay. Đây là thông tin mà chúng ta sẽ phải cập nhật tiếp, bởi vì là có thể là trong những ngày tới, biết đâu đấy các anh chàng này lại có một cái chúng ta gọi là gì? Một cái ngoại lệ. Đây. Anh đã từng đeo băng đội trưởng của Heerenveen đấy nhá. Chia sẻ với các bạn không? Các bạn ấy bảo là chém gió. Đó thì theo như Liên đoàn bóng đá Indonesia thì thời gian vừa rồi là Indonesia đã trải qua những ngày nghỉ lễ và họ chỉ trở lại làm việc từ ngày hôm qua. Cho nên là các cầu thủ này đã không thể có quốc tịch được. Thậm chí là vị quan chức của Liên đoàn bóng đá Indonesia đã nói là không thể, chắc chắn là không kịp cho trận đấu ngày 21 tháng 3. Nhưng trận ngày 26 tháng 3 thì có thể. Các bạn thấy không? Tức là người ta nghỉ lễ, người ta không nhập được quốc tịch thôi. Đây cũng là một cái thành công rất lớn, cái may mắn rất lớn cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và các bạn biết là trong đợt tập trung vừa rồi, huấn luyện viên City Young đã triệu tập đến tận 11 cầu thủ nhập tịch. Nhưng mà trong đấy thì Tom Hay và Aquamanwan này sẽ không thi đấu được. Họ chỉ còn có 9 người thôi. Nhưng mà 9 người mình nghĩ là cũng sẽ rất là mạnh rồi. Đó là những cái gì mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong chương trình này. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra cho mình nhá. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra. Chúng ta sẽ cố gắng có thêm những cái thông tin mới. Còn một trường hợp nữa, đó là trường hợp của Công Phượng. Công Phượng có vẻ như đang hòa nhập rất là tốt với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và thực sự thì cái việc mà Công Phượng hòa nhập tốt với đội tuyển Việt Nam thì đối với mình nó cũng chả có gì là bất ngờ cả. Vì bạn đấy trên thực tế là bạn đấy là người rất là máu lửa rồi. Mình hy vọng rằng đợt này thì Công Phượng sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thêm nhiều những cái điều kiện để thi đấu tốt. Mình có một cái bức ảnh với Đặng Văn Lâm. À xin lỗi các bạn, mình có lưu lại được một bức ảnh của Công Phượng khi mà bạn ấy trừng mắt lên với một hậu vệ của Indonesia. Mình nghĩ là chúng ta cần có cái chất thép của Quế Ngọc Hải trong trận đấu này. Và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng việc đó vào cá nhân của Công Phượng. Ngoài ra thì huấn luyện viên Philippe Chuse chắc chắn là sẽ thay đổi nhân sự ở các vị trí trọng yếu. Đó, và số lượng những cầu thủ trẻ sẽ được duy trì ở mức thấp. Bởi vì là trong trận đấu với Indonesia trên sân Bung Karno, 80.000 khán giả, nó sẽ tạo ra một bầu không khí mình nghĩ là không hề dễ chịu cho những cầu thủ trẻ. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, đây chính là DongAshop.vn, một website đã song hành cùng với sức khỏe của mọi người trong một khoảng thời gian rất dài. Bổ thận dược quý đường, tràn trề sinh lực như thời trai tráng. Các bạn nghe đến đây phát biết ngay là dành cho những anh chàng bị yếu sinh lý. Ở đây thì mình chia sẻ với các bạn, bổ thận của dược quý đường hỗ trợ bổ thận tráng dương, giúp tăng cường sinh lực, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới. Các bạn nhìn thấy ở đây nó có một bài toán kép mà cần chúng ta giải quyết. Bạch tật lê sẽ tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây chính là loại hormone để hỗ trợ ham muốn của đàn ông. Nếu các bạn ham muốn đang vẫn ok thì nó sẽ giúp cho chúng ta là ổn định, kéo dài. Nó giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân. Còn nếu mà cái ham muốn của đàn ông mà đang có dấu hiệu đi xuống hoặc đã đi xuống rồi, bạch tật lê sẽ giúp các bạn kéo nó lên. Còn nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, kỳ tử và ba kích, 6 dược liệu rất quý này sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn của đàn ông được thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Các bạn nhớ là ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên cho mình, dùng liên tục trong vòng 3 tháng và nhớ duy trì thì hiệu quả nó sẽ rất là bền vững, súng mãn tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Ở đây nó có hàng chữ rất nhiều này, quy tụ những dược liệu quý này, công nghệ chiết xuất chọn lọc này, hoạt chất của thảo dược này, dễ hấp thu, an toàn, bền vững nhờ cơ chế nội sinh. Bền vững nhờ cơ chế nội sinh, nội là trong, sinh là sinh ra từ bên trong. Trong cơ thể của chúng ta nó có những nhà máy mà trước đây nó bị đắp chiếu, thì bây giờ bổ thận dược quý đường sẽ hỗ trợ cho các bạn để hồi sinh nó.
vì nó được sinh ra từ bên trong cho nên rất bền vững, vì nó được sinh ra từ bên trong cho nên rất an toàn, vì nó phù hợp với cơ địa của con người chúng ta. Đấy là lý do vì sao chúng mình nói là tốt từ gốc và bổ từ trong, và chúng mình lấy cái slogan này làm gốc. Số điện thoại mình để ở trên logo 024-7777-8877. Các bạn ấn vào đây để đặt hàng ngay. Ngoài ra thì chúng ta còn có tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây hàm lượng dinh dưỡng vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên, công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản. Các bạn ạ, trước khi mà cái tỏi kim cương Đông Á này nó thay màu và đổi vị thì nó đã trải qua 20.000 giờ lên men bằng cái công nghệ và quy trình hiện đại chuyển giao độc quyền từ Nhật Bản. Đó, các bạn đọc cái tác dụng của nó này: hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, tức là giúp các bạn trẻ lâu, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh, tăng cường trí nhớ. Các bạn còn chờ đợi gì nữa, đúng không ạ? Người ta nói là mình đã từng nói với mẹ mình là miệng nói trăm quý ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Có hai loại, một loại bóc vỏ rồi, một loại chưa bóc vỏ. Anh chàng viên nhung hiêu này các bạn cũng nên nghiên cứu nhá. Nó cũng giúp cho đàn ông của chúng ta tăng thêm cái bản lĩnh đàn ông đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, hỗ trợ bổ thận ích huyết, các bạn nhìn hình này là các bạn biết rồi. Hỗ trợ bổ tủy mạnh gân cốt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng và giúp cơ thể mạnh khỏe hơn. Nó có bột nhung hiêu, có bột huyết nhung hiêu, có phụ liệu, có bột sa sâm Việt, có bột lọc rác. Nó sẽ giúp cho các bạn cực kỳ là sung mãn. Những ai nên sử dụng? Những người bị suy nhược cơ thể, người bị tuổi cao, nam giới, phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, người mới ốm dậy, thể lực còn yếu, giúp tăng cường sức khỏe. Đó, thì số điện thoại mình vẫn để ở trên logo đây, 024-7777-8877. Các bạn ấn vào đây để đặt hàng ngay. Hoặc là các bạn có thể nhìn thấy ở trên logo tất cả những cái thông tin các bạn cần. Đây, tất cả của Đông Á, các bạn nhìn thấy 024-7777-8877. Website là dongashop.vn, mình để ở sau lưng. Ok, bây giờ thì mình xin phép là chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Và chúng ta sẽ còn 10 phút nữa, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra. Các bạn nếu mà thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình nhá. Anh Hải mặc áo đẹp vậy, có giá bao nhiêu vậy? Đây, mình lên giá luôn cho các bạn đây. 5, 4, 3, 2, 1. Đây, chính là chiếc áo, 3 chiếc áo President giá là 1.398.000. Các bạn còn được tặng một ví cá sấu trị giá đến 1.598.000. Lát nữa mình sẽ chia sẻ về sản phẩm này nhá. Trung Lê của nó là Minh Hải cho hỏi: sân Mỹ Đình bữa nay có đẹp không? Vụ sân Mỹ Đình Minh Hải có thông tin gì không hay là chìm xuống rồi? Mình nói luôn là bây giờ có muốn chìm không chìm được. Bởi vì khoản tiền nó quá lớn, trên 1.000 tỷ rồi. Không thể chìm được khoản tiền đấy đâu. Đất nước của chúng ta còn nghèo và chúng ta phải làm cái công việc này. Về sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì mình nợ các bạn trong ngày mai nhé. Mình sẽ cố gắng nếu được quyền quay thì mình sẽ vào quay phục vụ các bạn. Felix Yang có nói là Văn Âm lên về Hà Nội vì giờ thủ môn của Hà Nội FC còn mỏng manh, nhưng có lẽ Văn Lâm ra đi thì Bình Định sẽ mất nhà tài trợ, phải không anh? Trước đây mình nghe thông tin nó là như thế. Và trước đây thì Đặng Văn Lâm cũng đã từng được nghĩ, từng được tính toán là sẽ cho Văn Lâm đi. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là không, vì Bình Định đang chơi rất là tốt và có cái đóng góp rất là lớn của Văn Lâm. Văn Lâm ra Hà Nội, tốt cho Văn Lâm, tốt cho Hà Nội, nhưng không tốt cho Bình Định. Và mình nghĩ là với tất cả những gì mà Văn Lâm đã trải qua ở Bình Định, tình cảm của bạn ấy có thể bạn ấy sẽ quyết định ở lại. Khác Việt FC trả lời câu hỏi của mình đi bạn. Mình không biết bạn là như nào. Bạn vì sao lặng lẽ anh ơi? Nutifood JMG giải tán rồi à anh? Các bạn cứ chờ, khi nào có thông tin chính thống thì mình sẽ nói. Thông tin này mình cũng đã nghe phong thanh được khá lâu rồi. Chắc là cũng sẽ trở lại với Bầu Đức thôi. Mình đoán là như vậy. Hữu Hậu Bùi, đội tuyển Việt Nam vào lúc này lực lượng là cực kỳ khó khăn, mà đối thủ thì ngược lại, nên nếu có trận hòa với Indonesia là một thành công vô cùng đáng nể. Vào thời điểm này chúng ta để cái tôi của chúng ta xuống, chúng ta bỏ cái sự tự tôn hao của chúng ta đi. Lúc này là lúc mà chúng ta phải tính toán để làm sao cố gắng kiếm lấy hai trận hòa. Nếu mà chúng ta cố gắng kiếm lấy hai trận hòa thì chúng ta sẽ bảo lưu được cái lợi thế mà chúng ta đã có. Chứ còn nếu như bây giờ mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải đá để cho đội bạn biết thế nào là Việt Nam để khôi phục lại ngay thì chúng ta sẽ thua. Huấn luyện viên Cindy Young thì cũng đã tuyên bố là sẽ thắng đội tuyển Việt Nam trong cả hai trận đi và về. Mình cho rằng cái yếu tố này nó mang tính khích tướng khá cao. Bạn Tuấn Trần Đình nói là dạo này anh Hải nói hay bị gắp quá, hay bị lắp à? Bởi vì là các bạn ạ, nhiều khi cái tốc độ tư duy của mình nó nhanh, cho nên là cái tốc độ mồm của mình nó không đớp kịp.
Các bạn ơi, ngày xưa mình nói nhanh hơn thế này rất nhiều. Và chính nhờ livestream trên YouTube mà mình đã tiết chế được tốc độ. Bởi vì hồi đầu mình nói rất là nhanh, và các bạn ở trong miền Nam thì nghe không hiểu. Chứ là có nhiều bạn đã viết cả một cái lá thư cho mình là Minh Hảo có thể tiết chế được tốc độ hay không. Mình mà nói về tốc độ nó như thế này thì các bạn yên tâm là mượt, không có vấn đề gì. Nhưng mà đôi khi cái tiết tấu mình muốn đẩy nhanh lên một tí, tiết tấu muốn hồi ngực lên một tí, thì mình đẩy cao cái tốc độ nói để giúp cho các bạn có thêm những cái cảm xúc nữa. Đấy là lý do vì sao mình nói rất là nhanh. Và đôi khi mình nói nhanh thì mình sẽ bị vấp. Cái điều đấy là điều rất bình thường. Nhiều khi mình nói nhanh, những cái âm gần gần giống nhau là mình hay bị phát âm sai. Ngày xưa mình bị quả văn quyết và văn quyến. Một thời gian dài mình mới sửa được. Vì đầu thì nghĩ một người mồm lại nhả tên một người khác. Chứ là nhiều khi các bạn thấy là mình nó mắc những cái lỗi kiểu rất là ngớ ngẩn. Thì mong các bạn tự đính chính hộ mình. Vì mình biết là các bạn cũng có rất là nhiều thông tin. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Long Phan Điền Minh Hải có cho hỏi là còn phân phối bộ đánh răng bằng tia nước không? Gọi số nào để mua hàng? Hay là gọi cho Minh Hải Sport? Nhưng bạn trực điện thoại trả lời là không phân phối sản phẩm đó. À, bọn em thôi sản phẩm đấy rồi. Các bạn cứ thích thì các bạn cứ sang livestream trên top của em. Các bạn cứ lên livestream top của em là có. À, các bạn vào trang top của em, sau các bạn vào giỏ hàng, các bạn chọn ở trong đấy các bạn mua. Thế bao giờ cũng được giảm giá. Minh Hải là như thế mà. Tuất Nguyện nói là anh Hải nói nhanh thật, nhiều chữ bị lướt. Đúng rồi. Mình xin lỗi các bạn, nếu như mà mình nói nhanh quá thì các bạn cứ yêu cầu mình nói chậm lại nhá. Mình sẽ vì các bạn mà thay đổi, và các bạn cũng đã giúp cho mình cải thiện được. Người nói phải có người nghe, đúng không ạ? Người nói thì phải có người nghe được. Ok, lâu lắm rồi mới được nghe trực tiếp anh Hải ạ. Và em đã like cho anh, đúng rồi, ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình. Bạn Bương Bùi Văn có nói là sao anh Hải không bình luận trên VTV nữa? Nếu mình bình luận ở trên VTV thì mình sẽ không bình luận được ở đây. Vì ví dụ một trận đấu của đội tuyển Việt Nam, nếu mình lên VTV thì mình bình luận trên đấy mình về nó đã quá muộn rồi. Đấy, thì thôi. Mình thì mình đã phải lựa chọn là không lên các chương trình đấy nữa để phục vụ các bạn ở đây. Còn nếu các bạn muốn mình lên VTV thì ok. Ví dụ như là ngày hôm nay mình đã lên một cái chương trình. Mình làm một cái chương trình về chuyển nhượng, nói về chuyển nhượng của Tuấn Anh và Xuân Trường. Một cái chương trình ở trên VTV Cup khá là hay. Trên On Sport các bạn nên, nếu mà chưa xem thì các bạn nên chú ý đón xem. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhé. Bạn Liêm Thanh của nó là không thấy chủ đề mới. Mười mấy link gần đây thì toàn tip toàn Công Phượng. Chẳng lẽ bóng đá Việt Nam chỉ có Công Phượng? Nếu mà bạn Liêm Thanh bạn xem đủ nhiều, bạn xem từ đầu thì nó không chỉ có Công Phượng. Mình chỉ nói Công Phượng một chút ít thôi. Bởi vì có nhiều bạn vẫn đang muốn hỏi là Công Phượng giờ này tập thế nào. Một khoảng thời gian bạn ấy về thể lực có ok không? Rồi cái sự hòa nhập của bạn với lối chơi mới nó như thế nào thì mình phải cập nhật. Các bạn còn quan tâm đến bóng đá Việt Nam, mình còn nói về bóng đá Việt Nam. Các bạn còn quan tâm đến Công Phượng thì không phải là 10 chương trình chứ 100 chương trình mình cũng vẫn làm. Bởi vì là còn có nhiều người. Chứ ở đây mình không dành ra cả một chương trình để mình nói về Công Phượng. Các bạn nhìn thấy Văn Lâm Hà Nội, tức là mình nói là Văn Lâm có khả năng về Hà Nội hay không? Cập nhật tình hình về Bùi Hoàng Việt Anh, cập nhật tình hình về Công Phượng và cập nhật về tình hình Indonesia. Thì đấy là những cái thông tin mình chia sẻ với các bạn. Nhưng các bạn nhiều khi các bạn khó tính quá, đúng không? Ví dụ như cái vụ Đình Bắc ngày hôm nay mình trả lời gãy lưỡi luôn. Nhiều người bảo là lúc Đình Bắc ra Hà Nội anh bảo là tốt. Sau đó bạn ấy không đến Hà Nội nữa, bạn ấy về Quảng Nam anh cũng bảo là tốt. Xong hôm nay anh lại bảo bạn ấy sai lầm. Thì nó là rất nhiều những cái nội dung khác nhau. Khi mà Đình Bắc ra Hà Nội mình biết là bạn ấy có một cơ hội. Nhưng cơ hội này nó chỉ được phát huy khi bạn ấy tự tin là bạn ấy sẽ lấy được vị trí chính thức. Còn nếu mà ra một câu lạc bộ lớn mà bị đẩy lên băng ghế dự bị, không được thi đấu thì nó sẽ tài năng nó sẽ bị bào mòn trên băng ghế dự bị thôi. Khi bạn ấy ra, bạn ấy không tự tin là giành được cái vị trí chính thức, bạn ấy sợ rằng bạn ấy sẽ phải bị đẩy hoài trên băng ghế dự bị, bạn ấy về lại Quảng Nam, đấy được coi là một bước tiến nữa. Tức là bạn ấy ra tập xong 2 buổi, bạn ấy cho rằng mình không đủ khả năng, bạn ấy về, đấy là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng mình vẫn nói là sự lựa chọn hoàn hảo này nó vẫn có những cái sai lầm. Là bởi vì trong quá trình đàm phán để bạn ấy về lại Quảng Nam, mình nghĩ rằng cái đàm phán, nội dung đàm phán của bạn ấy chưa đủ tốt. Và nó tạo ra rất nhiều những cái suy nghĩ khác nhau về vấn đề này. Và đây là cái điều không có lợi cho câu lạc bộ Hà Nội FC cũng như là cho Đình Bắc. Thì mình cho rằng là đây là cái vấn đề. Đây là vấn đề. Và đây là những vấn đề khác nhau. Nó không hề có bất cứ một sự mâu thuẫn nào ở đây. Bạn Văn Trường nói là chú đánh giá thế nào về Văn Tùng của Hà Nội FC, có cảm giác như Văn Tùng nên được chọn những câu lạc bộ
dưới hơn để có cơ hội rèn giũa hơn và gặp được huấn luyện viên mát tay mới được. Những người như Văn Tùng, những người như Văn Trường đấy, nên được thi đấu cho những đội bóng ở hạng dưới hoặc là được thi đấu cho những đội bóng mà hiện nay đang thiếu cầu thủ. Chứ còn nếu mà họ ở câu lạc bộ Hà Nội thì nó rơi vào cái trạng thái rất giống Trần Quang Thịnh, một tài năng trẻ đang lên, một cầu thủ đeo băng đội trưởng của đội U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, nhưng khi về Công an Hà Nội không có suất để đá, cứ tập chay từ ngày này qua tháng khác, không thể cải thiện được phong độ, không thể cải thiện được đẳng cấp, và lý do đó không bao giờ có thể phát triển được tài năng. Chuyên cầu thủ văn ôn võ luyện, bạn phải được ra sân thường xuyên. Chả có một cầu thủ nào mà cải thiện được khả năng của mình trên băng ghế dự bị cả. Cũng chả có ai có thể nâng cấp được bản thân nhờ cái việc chỉ tập chay mà không được thi đấu. Đó, đơn giản như vậy thôi. Văn Hải Nguyên nó là có sa thải Viên Dịch hay không? Không bạn nhá. Lê Tuyên Quang có nói là chỉ có một số ít ý kiến, anh không nên nói là các bạn, ok. Một số bạn, một số ít các bạn, xin lỗi mọi người, một số ít các bạn. Xong rồi nhiều người nghe, hôm nay có bạn, cũng bạn lại nhảy vào cả trang cá nhân của bạn comment, mình tức quá. Mình bảo là em ơi, cố gắng nghe và hiểu đi, nó là tiếng Việt đấy, tiếng mẹ đẻ của chúng mình đấy. Đúng không? Và câu chuyện này chả ai là người có lợi cả. Đình Bắc cũng rơi vào trạng thái rất là khó xử, Quảng Nam cũng thế, Hà Nội cũng vậy. Bạn Đức Ngọc Nguyên của nó là đội tuyển khi nào sang Indonesia? Đội tuyển 19 sẽ bay 8:40, họ sẽ bay từ Hà Nội, mình thì 8:40 ngày 18 mình đi. Mình sẽ đi trước một ngày để mình sang bên đấy mình ổn định lại, đặc biệt là mạng internet để có thể phục vụ được cho các bạn. Sau đó là nếu như điều kiện cho phép mình sẽ ra sân vận động Bung Karno để mình ghi hình. Chắc chắn là đợt này mình sẽ đi cùng với đội tuyển rồi, đặt vé rồi, xong xuôi rồi. Khách sạn, khách sạn cũng đã sẵn sàng rồi. Mình có nhờ anh em ở bên đấy sang check internet, nếu mà ok thì đặt phòng cho mình. Còn nếu không thì mình sẽ sang mình ở, cái nơi mà đợt trước mình ở đấy. Lần trước đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, mình cũng đã sang bên đấy. Mình ở trong một cái căn nhà rất là nhỏ, bẩn. Nhưng mà được cái là nhà chủ nó lại rất là ok, nó cho mình chạy dây từ tầng 2 xuống tầng 1 để mình cắm thẳng vào cái modem để mình biến nó thành cái mạng LAN, chứ còn wifi thì không thể chạy nổi. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra đây, 9.000 người đang xem mà có 2.000 người like. Các bạn ai chưa like thì các bạn nhớ ấn vào nút like cho mình, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình, và các bạn nhớ hộ mình thêm, ấn vào chuông và chọn tất cả. Sau đây khoảng tầm gần một tiếng, tức là vào lúc 9:30 tối ngày hôm nay, mình sẽ live stream ở trên Top Top với những mặt hàng độc quyền, với những mặt hàng chính hãng, với mức giá độc quyền. Mình sẽ giảm giá cho các bạn đến cái mức không thể giảm hơn được. Và đây là mức giá mà họ chỉ dành cho, những nhãn hàng này chỉ dành cho Vlog Minh Hải mà thôi. Các bạn được giảm 20, 30, 40, thậm chí 50, 60%. Và sẽ còn voucher của Top Top, các bạn sẽ còn rất nhiều những ưu đãi, free ship nữa. Rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ săn deal cùng với Vlog Minh Hải vào lúc 9:30 ngày hôm nay trên kênh Top Top của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn trên màn ảnh của các bạn là những chiếc áo của Vicento, các bạn nhớ chứ ạ. Chiếc áo này có tên là President, nếu mà các bạn mua một chiếc giá của nó là 639.000. Vlog Minh Hải đã deal được cho các bạn một combo 3 chiếc trị giá chỉ 1.398.000. Các bạn được tặng thêm một ví da cá sấu chính thức là 1.598.000. Đây nó là quà tặng cho các bạn, nhưng nếu như các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu xịn 100%, mình đền các bạn 1 tỷ luôn. Ok, đấy là cái cam kết mà mình sẽ dành cho các bạn. Áo của Vicento, đây là chiếc áo làm bằng vải lụa, nó không nhăn một tí nào, không nhăn một tí nào, mềm mịn mượt mát, mặc rất nhẹ, nó rất trang nhã, mẫu thì mới. Đấy, các bạn thấy không, mình có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng mà các bạn thấy là nó vẫn về như vị trí ban đầu. Các bạn nhìn chiếc áo này, mặc đi học, mặc đi làm, mặc đi chơi, tất cả. Sáng mặc đi học, chiều mặc đi chơi, rất ok. Hoặc các bạn đã đi làm rồi, sáng đi làm, trưa mặc đi ăn cưới, chiều về họp, tối về đi chơi người yêu, tuyệt vời luôn. Đó, giá của nó combo duy nhất chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi, 1.398.000 ba chiếc. Và các bạn được tặng một visa cá sấu trị giá 1.598.000. Ở vicento.vn các bạn có một quyền rất là lớn, đó là tự thành lập ra combo. Combo này các bạn sẽ lấy tất cả những cái gì cho vào giỏ hàng. Combo càng lớn các bạn được giảm giá càng nhiều, quà tặng càng giá trị.
Và nếu các bạn đến 240 Kim Mã, các bạn đừng quên đọc pass là Vlog Minh Hải để các bạn được giảm giá thêm lần nữa. Số điện thoại 0889333300. Ok. Và đây cũng chính là số điện thoại để các bạn mua tuyệt phẩm V8 của nhà Man House. Nó lại vẫn được giảm giá, và giá này độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải. Trước đây combo 2 chiếc đầu 9 968.000, bây giờ xuống đầu 6 698.000, các bạn được giảm thêm gần 300 nữa. Combo 2 chiếc, các bạn mua 1 chiếc cũng bán, nhưng mua 2 chiếc thì lợi hơn rất nhiều về giá. Và nó vẫn là con Man House huyền thoại thôi, con V8 huyền thoại của nhà Man House. Nó lõi đồng 3 ly và nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái chịu tải là 4.000W, các bạn cắm 2-3 lồi lẩu và ăn tẹt ga. Nó chịu được nhiệt 750 độ, 50 độ nó vẫn chưa nóng chảy. Nó được kết nối với 12 thiết bị bao gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc. 4 cổng sạc này có 2 cổng USB và 2 cổng Type-C. Các bạn có thể sạc trực tiếp những cái thiết bị cầm tay, iPhone, iPad, Samsung, các cái điện thoại. Và ở đây thì mình nói là nó không những là giúp các bạn tiết kiệm được chi tiêu, các bạn không phải mua cục sạc nữa, mà các bạn còn giải quyết được vấn đề là gì? Đỡ bừa bộn cái phòng làm việc. Và nếu mà các bạn mà đi công tác giống như Minh Hải, các bạn xách em này đi là các bạn đỡ phải gọi là gì? Mang theo lích kích những cái cục sạc. Một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành lên đến 1 năm. Cái này là rất là khó để các bạn có thể mua được bất cứ nơi nào. Bởi vì chúng mình tự tin về chất lượng, chúng mình dành cho các bạn một cái cơ chế một đổi một cũng như là bảo hành rất là sâu. Nhưng điều tạo ra cái sức quyến rũ của em Man House này chính là anh trung vệ áo đỏ có tên là Atomat. Anh này hoạt động như một trung vệ, cho dù các bạn đi làm, các bạn đi đâu, anh chàng này vẫn ở nhà để bảo vệ cho các bạn sự an toàn. Chúng mình hiểu được rằng các bạn chỉ yên tâm khi các sản phẩm các bạn sử dụng là an toàn. Ở đâu có nguy hiểm, ở đâu có điểm nóng, ngay lập tức anh Atomat này anh sẽ can thiệp để cắt luôn cái nguồn điện. Và cái ổ điện này các bạn được bảo toàn, cho nên là nó không xảy ra cháy nổ. Chúng ta cần phải an toàn, chúng ta cần phải an tâm khi chúng ta đi đâu đó. Bởi vì đó là gia đình chúng ta. Gia đình là bố mẹ chúng ta, là vợ con chúng ta, là những người chúng ta thương yêu nhất. Và nó cần được bảo vệ một cách chuẩn chỉ nhất từng giây từng phút. Man House đã làm được việc đó. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là manhouse.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trần Tuyền của nó là Minh Hải. Mình đặt áo mà chưa có, phải đợi 10 ngày nữa mới có hàng. Restock sẽ rất nhanh. Bởi vì những cái mặt hàng mình chia sẻ ở đây, thứ nhất là uy tín của mình, thứ hai là các bạn cũng biết rồi là đây là những mặt hàng thực sự tốt. Cho nên là các bạn đợi lâu một chút. Những điều tốt đẹp thì luôn luôn cần thời gian, các bạn chờ nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn thoại biện của nó là biên thoại nay đá cho đội nào với anh Hải? Biên thoại là ai? Mình không biết biên thoại. Hoàng Thiên, Hoàng Đức đá hay mà ít nhận được bóng, có khi cả 5 phút không chạm được dù đá tiền vệ trung tâm, không biết là vì sao. Ngày hôm qua xem Top Team và mình cũng đã giải thích với các bạn về câu chuyện của Hoàng Đức rồi. Hải Trần, anh Minh Hải nói hay quá, hay thì các bạn like cho mình đi, ai chưa like các bạn nhớ like cho mình. Nhà báo cho hỏi cúp quốc gia vòng 1/8 BKMX Bình Dương và Nam Định gặp nhau vào thời gian nào? Ở cúp quốc gia thì các bạn biết là sau đây khi mà chúng ta đội tuyển quốc gia thi đấu thì đội tuyển của chúng ta sau khi kết thúc là sẽ sẽ trở lại với giải vô địch quốc gia. Còn lịch thi đấu của cúp quốc gia của chúng ta sẽ được ấn hành trong thời gian tới. Đến bây giờ là chúng mình vẫn chưa thấy có lịch. Đây nha, bây giờ đang là tháng 3 này. Xem tháng 4 xem nào. Tháng 5 này. Không có tháng 6. Mình nghĩ là phải cuối mùa. Chắc khoảng tháng 8 gì đó. Chưa có các bạn ạ, chưa có lịch. Các bạn chờ tới đây thì người ta sẽ xếp lịch nhé. Bạn thằn lằn mõm, mình xin phép được tạm biệt bạn. Hoàng Thiên, An Khánh thế nào rồi Hải? Mình sẽ có một chương trình dành riêng cho Hoàng Thiên. Bạn mua áo gọi điện đặt hàng à Hải? Vâng ạ, nếu mà anh bạn các bạn mua áo hoặc là mua ổ cắm điện, các bạn gọi điện đến số này cho mình 0889333300. Các bạn đặt tỏi kim cương Đông Á, bổ thận dược quý đường hay là đông trùng hạ thảo cao ba long thì bạn gọi số 0247777877. Bạn Thị Ngọc Trần Cẩm có nói là nói nhanh nghe mệt lắm Minh Hải ơi. Thế bây giờ em nói chậm nhá. Bây giờ em sẽ hạ một tông và giảm một tốc độ. Ok. Em nói thật là em mà nói ở cái giọng tông cao này em cũng mệt lắm.
Thì bây giờ ok, hạ một tông và chúng ta sẽ nói chậm đi một chút. Ok, thì mọi thứ nó sẽ như thế này được không mọi người? Mọi người có đồng ý là mình sẽ giảm tông, nói chậm hơn một tí, nói thấp hơn một tí? Các bạn ok với cái giọng này không? Nếu các bạn ok thì mình làm luôn. Nếu các bạn ok, các bạn đánh thôi mình chữ ok. Nếu các bạn ok phát là phập luôn. Đấy, thì chúng ta bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện này. Bắc Trung Nam ok, Thanh Trưởng Cầm ok, Nguyễn Hoài Việt ok, Samsung ok, Sơn Nguyễn Việt ok, Andri Tím Trần ok, Huấn Nguyễn ok, Ngọc Nguyên ok. À, các bạn ok rồi. Thế thì vậy thì mình sẽ giảm một tông xuống. Nhưng mà nói thật là giảm một tông nghe không sướng đâu. Mình là thằng nhiệt huyết mà, cho nên là lúc nào nói phải bốc hết cả gan ruột ra ngoài nó mới sướng. Các bạn tưởng tượng là sau khi tắt like xong mình vất cản thì sướng. Đấy mới là khoái. Làm nghề nó phải như thế mới sướng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, tất cả mọi người ok thì các bạn like cho mình nhá. Thế thì thôi, xin phép các bạn. Mình bây giờ, từ bây giờ mình sẽ nói bằng cái giọng như thế này. Ok. Có người lại còn bảo, ôi chưa hạ kìa. Thật sự mà nói là cái giọng ngoài đời của mình là giọng này. Giọng này là giọng ngoài đời của mình. Khi mà mình nói chuyện với mọi người thì mình sẽ nói bằng giọng này. Còn khi mà mình livestream hoặc nói trên đội tuyển ấy, hoặc là trên truyền hình ấy, là mình bao giờ mình cũng nói một cái tông cao hơn. Đấy. Các bạn thấy không? Tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị cho trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Thì đấy là cái giọng mà mình rất là muốn để truyền thêm cảm hứng cho các bạn. Bởi vì mình là thiên thượng hỏa mà. Cho nên là cái nhiệt nó nhiều quá. Thôi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Từ ngày mai mình sẽ cố gắng điều chỉnh. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ mình xin được hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9:30 tối ngày hôm nay trên TopTop. Các bạn cùng săn các sale với Vlog Minh Hải nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin kính chào tạm biệt.